Đây, lương và thưởng đây anh em. Tổng là được 13 triệu. Tôi chỉ nói cái số chẵn thôi nhé, còn cái số con số đằng sau thì tôi sẽ không không nói anh em nhé. Rồi, hello anh em, thì như cái tiêu đề video anh em thì taxi điện GSM, taxi của Vin đã có bảng lương rồi anh em. Thì hôm nay tôi cùng cho anh em xem cái bảng lương của taxi Vin anh em nhé, xem có thực sự là được 11 triệu một tháng không anh em nhé, hay là được 21 triệu hay là 31 triệu anh em nhé. Ok anh em, thì đây tôi sẽ cho anh em xem cái bảng lương của taxi GSM. Thì tôi sẽ dán cái bảng lương này lên trên bên tay trái anh em nhé. Đây ok, tôi sẽ xem bảng lương này. Thì do là Vin không cho công khai cái bảng lương này hay là của nhân viên này, nên là bây giờ mà tôi mà cho anh em xem hết cái bảng lương của cái anh nhân viên này thì anh nhân viên này khả năng sẽ bị kỷ luật, khả năng là sẽ bị đuổi việc nữa, nên là tôi sẽ chỉ cho anh em xem những phần nào mà hợp lý thôi anh em nhé, chứ còn không để cho xem hết toàn bộ được, tại vì là sợ mình cũng phải cho anh ấy cái cơ hội con đường sống chứ anh em. Thì đây bảng lương đây anh em, thì tôi cho anh em nhìn này, đây là bảng lương đầy đủ luôn anh em nhé. Có thể anh em sẽ không nhìn thấy nhưng mà tôi dán lên đây, tôi sẽ che bớt một số phần anh em nhé. Đây lương và thưởng đây anh em. Tổng là được 13 triệu. Tôi chỉ nói cái số chẵn thôi nhé, còn cái số con số đằng sau thì tôi sẽ không nói anh em nhé. Thì lương cơ bản là 4 triệu anh em ạ. Thưởng ý thức chất lượng công việc là 1 triệu 7 anh em. Còn thưởng chất lượng dịch vụ là 1 triệu 6 anh em. Thì thưởng chất lượng này coi như là hai này được 3 triệu mới cả, 4 triệu là 7 triệu rồi anh em. Còn cái thưởng thuộc đường anh em ạ, cái này thưởng thuộc đường là chỉ áp dụng giai đoạn đầu khi công ty mới thành lập rồi anh em, còn sau này là sẽ bị cắt chắc chắn luôn anh em. Cái phần thưởng thuộc đường là sẽ bị cắt, hoặc là anh em sẽ bị cắt 1 triệu 6 anh em nhé. Còn thưởng cái KPI này, KPI này là thưởng cái gọi là cái mục tiêu anh em. Thưởng cái mục tiêu là từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 này anh em. Rồi được 3 triệu 9 anh em ạ. Đấy là lương tháng 4 anh em nhé. Thì những cái khoản lương đấy là anh em được cầm rồi, là của anh em. Xong rồi là tiếp theo là những khoản trừ anh em nhé. Thì tôi thấy trừ cũng khá là nhiều anh em ạ. Khoản 1 là thuế thu nhập cá nhân của tài xế taxi. Phải nộp là trừ đi 1 triệu 3. Thì thuế thu nhập cá nhân này là sẽ là 10% cái lương anh em nhé. Thì 13 triệu sẽ trừ đi 1 triệu 3 anh em, là 10%. Là còn tôi không hiểu tại sao lại trừ thêm một khoản thuế nữa anh em ạ. Lại trừ một khoản thuế thu nhập cá nhân tạm trích 10% trong thời gian 2 tháng. Tôi không hiểu cái thuế thu nhập cá nhân tạm trích 10% này là cái gì anh em. Là 1 triệu 3 tiếp. Thế là trừ 2 lần 1 triệu 3 anh em ạ. Xong lại cái phần thứ hai là các khoản trừ. Các khoản trừ trừ tận 3 triệu 300. Thì cái bảng lương này nó không đầy đủ ở phần dưới, nhưng mà cái khoản trừ này trong đó sẽ là có là cái anh em bị va chạm giao thông là sẽ bị trừ, mình hỏng xe ấy, sẽ phải trừ nhá. Với cả tiền điện, tiền điện sẽ phải trừ anh em nhá. Tiền điện sạc pin sẽ phải trừ. Đấy là cái hai cái khoản này là sẽ chắc chắn sẽ có ở trong cái khoản trừ này. Thì tôi không rõ là trừ những cái gì mà trừ hết 3 triệu thì tôi cũng chưa nắm được, nhưng mà đối với anh tài xế này, khi cái lương tổng trừ đi tất cả các khoản rồi thì anh cầm về tay là 8 triệu 3 anh em ạ. Đấy anh em. Một ngày làm khoảng 12 tiếng, 26 công được 8 triệu 3. Nói chung là cũng khá là ok nếu mà để so với tình hình bây giờ. Mà được 8 triệu 3 mà làm 26 ngày cũng khá là ok đấy anh em ạ. Nhưng mà nay mai mà thưởng cái thuộc đường thưởng này, cái thưởng thuộc đường này trừ đi thì anh em sẽ mất 1 triệu 6 nữa. Thì anh em chỉ còn khoảng 6 triệu 7. Với nay mai thì anh em sẽ chỉ còn khoảng 6 triệu 700 nghìn thôi, không phải là 8 triệu 3 nữa anh em ạ. Thì nói chung là đấy là cái bảng lương của công ty taxi điện, của đấy là cái bảng lương của tài xế taxi điện anh em nhé. Tôi cũng thấy rất là nhiều
nhiều bài rồi, nhiều bài đăng là so sánh giá của taxi điện và taxi Grab các kiểu đấy anh em. Thì thấy taxi điện rẻ hơn. Thực sự nếu mà thấy rẻ hơn thì người mừng chỉ là khách hàng mừng thôi. Như tôi hay là mọi người mà sử dụng dịch vụ là người đi taxi ấy, thì mình sẽ rất là vui khi giá cước rẻ và các hãng ra mà giá cước cạnh tranh với nhau. Các hãng mà nhiều hãng thì càng sức cạnh tranh càng lớn thì cái chất lượng phục vụ nó sẽ càng đi lên anh em ạ. Thì mà cái người được hưởng lợi là người dùng và khách hàng. Chứ còn như lúc mà tôi thấy cái bài đăng mà cứ bảo anh em là giá taxi điện nó rẻ hơn nọ kia, tài xế chưa chắc đã vui đâu anh em ạ. Tại vì là cước càng thấp thì tài xế lương sẽ càng thấp và sẽ càng áp lực anh em. Đấy là tôi cũng chia sẻ với anh em cái bảng lương của taxi điện anh em nhé. Ok, thì cái video này tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau anh em nhé. Rồi ok, chào tạm biệt anh em.